Đây là cách xử lý đũa sau khi mua về để sử dụng nha các bạn nha. Đây này, không biết là đũa nó sử dụng cái chất gì để bảo quản nhưng mà sau khi luộc sôi nó thành một màu như này. Đây là hai loại đũa. Đấy, các bạn xem, tôi em vớt lên cho các bạn xem. Đấy, hai loại đũa là hoàng. Này, đây này. Đấy, đây là khử đũa trước khi ăn sử dụng. Đó, các bạn xem. Đó, đây tôi luộc hai loại đũa lên. Đó, đun sôi trong vòng nửa tiếng tôi mới. Không biết là có cái màu gì không, có cái màu gì mà sao nó lại nước nó lại đỏ này, hay là vec ly hay là chất bảo quản đũa chống mốc. Gia đình tôi là cứ mua về tôi phải xử lý luộc thế này. Đây, hai thương hiệu đũa của đây các bạn nhìn rõ chưa? Rất rẻ, này chỉ có 15 và 20 nghìn thôi. Đây là tôi đã đun sôi được một lúc rồi, tầm 20 phút rồi, hơn 20 phút rồi mà càng đun thì nước nó càng đỏ. Tôi tắt bếp cho các bạn xem. Nước cực đỏ nha. Các bạn xem video này thì nếu lần sau có mua đũa ở chợ về hay ở đâu về thì hãy cho vào luộc. Sau đây tôi sẽ bắt ra kia và ngâm nước cho các bạn xem. Tôi đi bật điện cho nó sáng. Giờ tôi sẽ gạn hết cái nước này đi. Rồi tôi bỏ đũa vào. Đấy, các bạn xem cái nước của nó này. Các bạn đã đủ biết rồi, không biết rồi. Nước nó xử lý bằng cái gì? Nên bạn nào mà bạn đang mua đũa ở chợ về cho vào. Đó, cái nước tôi bỏ đũa để ngâm. Cách sửa đũa của nhà tôi. Sau khi mua đũa này tôi sẽ mà các bạn hãy ngâm trong vòng 1 tiếng xong rồi mang lên phơi nha. Cái màu nó vẫn còn dính là son nha các bạn này. Đó. Ngâm nước 1 tiếng xong mang lên phơi khô kiệt, phơi khoảng 2 nắng to là nó sẽ không mốc nữa, là sẽ khô kiệt. Nhà nào có sân hoặc phơi sân hoặc phơi ở sân thượng. Nào bạn nào cũng muốn tìm hiểu thì hãy bật vào xem và chia sẻ cho các bạn cùng tìm hiểu về cái quy trình xử lý đũa trước khi ăn. Bạn nào thấy hay thì đăng ký kênh để chia sẻ cho tôi nha. Đây là tôi làm tại bếp này tôi luôn.